Cao Minh Đình xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV được phát hành trên làn sóng 18.12. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhận Định Thế Sự cùng với bình luận gia Lý Đại Viên. Cao Minh Đình xin trân trọng kính chào ông và mời ông gửi lời chào đến quý vị khán giả. Cảm ơn ông Hiến, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình phần 1 của Nhận Định Thế Sự tuần này, chúng ta bước ngay vào một cái tin tức phải nói là gây ra rất là nhiều xôn xao ở khắp nơi trên toàn thế giới về việc là Tổng thống Donald Trump đã ký cái văn kiện là chính thức nhìn nhận là Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Đây là một cái phải nói là một cái miền đất tranh chấp giữa Palestine và Israel trong một thời gian rất là dài. Và Tổng thống Donald Trump trong cái lúc mà ông tranh cử, ông có nói là ông sẽ làm thực hiện cái việc này, và ngày hôm nay thì ông đã làm việc đó. Thì cái ảnh hưởng của công việc này, cái việc này như thế nào thưa bình luận sao? Này nó lắm nổ ra khắp vùng Trung Đông. Tức là ông tất cả từ xưa nay năm 48 giờ là khi mà Israel lập quốc, thì các tổng thống Mỹ họ chưa ra bao giờ nhìn nhận cái đó cả. Tức là thủ đô vẫn là Tel Aviv, nhưng bây giờ thì riêng cái ông này là ông không có con nợ hại cả. Ông hứa là ông đem tòa đại sứ về nhân viên đại sứ về cái khu đó Jerusalem. Mà Jerusalem đó ông tuyên bố hôm nay, ông tuyên bố rồi là ông nhìn nhận là thủ đô của Israel. Mà thủ đô của Israel là cái nơi mà đang tranh chấp, không phải một tôn giáo, mà nơi là đất thánh của ba tôn giáo lớn. Hồi giáo cũng xuất phát từ đó. Do Thái giáo tất nhiên là xuất phát đó rồi. Đến Thiên Chúa giáo cũng xuất phát đó. Mà Thiên giáo có rất nhiều giáo phái cũng lấy đấy là một nơi biểu thánh tượng địa đấy. Đất thánh. Cho ngày này giáo hoàng cũng vậy, ngài cũng thân bộ phải thận trọng hết sức. Nhưng mà trong nhìn lại về lịch sử thì có đúng như vậy là cái Jerusalem là thuộc về Israel không? Vâng, trong lịch sử đó, tức là ngày xưa đó, trong cựu ước, trong tân ước cựu ước thì hòa về như vậy. Khi mà ngài Giê-xu ở Đông Linh đó, thì La Mã họ giải tỏa tất cả các dân tộc Do Thái, không còn giữ trong nó nữa, đi khắp thế giới, họ đuổi đi hết, đuổi hết, nhất là về Nga. Thì cho nên về Nga nhiều thì nó tin tôn giáo nhiều, còn đi sang Tây Phương, truyền đạo sang Tây Phương thì là tin tất cả Tây Phương, hầu như các tôn giáo lớn thế giới, ngoài Đạo Phật. Bốn tôn giáo thì ngoài Đạo Phật, thêm một đạo Phật vẫn còn nhỏ lắm. Nhưng mà riêng đạo Thiên Chúa giáo, đạo Hồi và Do Thái giáo, Do Thái giáo đương nhiên là rất trước cái tổ họ rồi. Thành vấn đề là nó lớn, cái ba tôn giáo lớn lắm, khắp thế giới nó có ảnh hưởng ghê gớm lắm. Và nhất là cái nơi đó, khi Angle trao lại độc lập cho vùng đất đó thì trao cho Palestine. Thì Do Thái giáo là cái đất ông về để làm chúng ta thấy hình trạng là lập quốc rất khó khăn. Vì người Anh họ cũng trao cho Israel, họ trao cho Palestine. Thì phải đánh nhau từ đó, phải lập quốc. Chúng ta thấy dù có trao hay không mà thì cái sự xung đột giữa Israel và Palestine đã có thể nói rất là nhiều năm tháng vừa qua. Thì mình có thể mình cho ông Donald Trump cái credit là đã dám đứng ra làm việc này không thưa ông? Vâng, tôi đối với những người mà như là Do Thái giáo thì họ chấp nhận, vì ông đã hứa. Vì cái bảo trợ trong ông tranh cử đó, những người mà bỏ tiền nhiều nhất là Do Thái giáo, cánh bỏ sòng bạc Las Vegas. Ông chùm ở đó, ông bỏ nhiều lắm. Vì họ là Do Thái giáo, thành như đó ông hứa rồi, ông phải làm. Cho nên ông này thì ông có thể làm tất cả mọi người có trách nhiệm mà em làm cả. Sợ lắm vì nó sẽ nổ bùng ra hiện tại cái sự chống đối của nó, tất cả khối Ả Rập chống đối hết. Các nước trong đó chống đối hết, các nước đi Mỹ cũng thế, chống Mỹ cũng thế, họ đều chống hết. Và đó là một cái ngòi nổ rất lớn cho cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông. Thế nên mình ai cũng sợ đụng vào cái nơi đó thì quá sợ. Hiện tại có một nhóm rất lớn cũng người Palestine sống ở Jerusalem, mà bên Palestine họ cũng nhận là thủ đô của họ
và những đền thiêng của Hồi giáo ở đó, đền thiêng của Hồi giáo cũng ở đó, đền thiêng của tất cả tôn giáo mà thờ Thượng Đế đều có ở đó cả. Thành ra vấn đề đặt ra nếu mà đích thực ra đứng trên thế giới ấy, thì công nhận là cái thành Jerusalem là cái thành mà linh thiêng của tôn giáo thế giới. Phải nói là như bình luận ra Lý Đại Quyên có nói là ông Donald Trump là một người phải nói là rất là dám làm, việc gì ông cũng dám làm hết. Tuy nhiên có một vấn đề mà đến ngày hôm nay ông vẫn chưa làm được là vấn đề Bắc Hàn. Thì nhưng mà trong những ngày gần đây chúng ta thấy là cái sự chuẩn bị tập trận với Nam Hàn, với Hoa Kỳ, với Nhật, rồi những một số chiến đấu phi cơ, chiến đấu cơ đã trở về cái vùng đó, thì rất là nhiều người đã cho nói đây là một cái dấu hiệu của chiến tranh Bắc Hàn và Hoa Kỳ có thể bắt đầu. Thì có đúng như vậy không thưa ông? Ông là ông dám làm lắm, bởi vì ông đặt vào ông chân tường ghê quá rồi. Nhưng cái đẩy ông vào thế ông chân tường, cái gì ông dám làm hết á. Thì bây giờ thì vấn đề đặt ra là ta chuẩn bị chiến tranh. Mà có phải chuẩn bị nhân tử không? Thì tôi xin thưa là không có phải nhân tử. Khi mà sử dụng đến cái khung lực là không quân lớn như bây giờ giữa Nam Hàn với Mỹ tập trận, những cái khủng khiếp, cái máy bay mà gọi là mà tiên tiến nhất, mà dữ dội nhất, mà có thể làm như B1, B2 đủ thứ hết, có thể ra giải tỏa tất cả những cái chỗ nào, cái địa điểm nào quân sự ghê gớm lắm, san bằng, không phải bằng quân tử, mà bằng kỹ thuật hiện đại. Thành vấn đề đặt ra là họ dám đi cái đó. Và đây là một sự trình diễn một cuộc chiến mới không quân tử. Cuộc chiến mới là cái gì? Hiện tại các dàn đại bác hỏa tiễn của Nam Hàn ở Bắc Hàn chĩa vào Seoul, và chỉ cách chẳng mười mấy 20 cái số thôi, thì bắn một loạt thì có thể là cả Seoul, cái Hán Thành tiêu hết. Thì làm sao mà trận đứng cái nói đây? Phút đầu là làm cái dàn Bắc nó tiêu tổn đi hết, và muốn tiêu tổn đi hết thì không phải bằng hỏa tiễn đất đâu không được, mà phải bằng không quân. Tức là trải thảm trên một phút đầu tiên là tất cả các cái dàn đại bác của Bắc Hàn là tiêu tùng hết, không còn bắn nó cũng hỏa phát nào. Thì Nam Hàn điên. Và Nam Hàn điên như vậy mới giải quyết được vấn đề Bắc Hàn. Nếu không thì không phải quân tử Bắc Hàn, một vài bộ quân tử chẳng đi đâu cả, mà không dám đánh Nam Hàn bằng quân tử, họ chỉ đánh đại bác thôi. Và như vậy Hàn Thành tiêu. Mà bây giờ hiện tại là bên Nam Hàn, tất cả nó lệ thuộc cả Nam Hàn quyết định. Mà khi Nam Hàn đã tập trận chung với Mỹ rồi, tức là có một sự an ý là tôi với Mỹ sẽ làm việc đó. Như vậy theo ông đây là đúng là cái dấu hiệu chiến tranh sẽ gần hơn. Gần hơn, về ông chỉ huy cái gọi là chiến lược chiến tranh là ông MacArthur đó. Ông tuyên bố càng ngày mỗi ngày một cái gần. Nhất là Nhật Bản cũng trang bị hỏa tiễn tầm xa để bắn vào thành phố đó, tức là họ tìm mọi cách. Và hiện tại những cái gọi là cái địa bàn, cái bản đồ mà vẽ trên Bắc Hàn, chỗ nào ném bom, chỗ nào đấy gì là họ xong sẵn sàng rồi, nó chỉ cái ảo ở đây, cái vụ cái ảo thôi. Nhưng mà theo bình luận gia Lý Tư Quyên, Bắc Hàn biết cái nguy cơ là có thể bị hủy diệt nếu mà chiến tranh xảy ra, thì họ có thể làm một cái điều gì đó để tránh cuộc chiến tranh. Cho nên nó khôn lắm. Thì tập trận tôi không dám làm gì cả. Anh nghĩ anh dứt ra rồi tôi bắt đầu bắn một pháo hỏa tiễn. Hỏa tiễn nó không có hại ai cả, nó nổ trên trời ấy xuống. Nhưng tôi đe dọa anh thôi. Cho nên bây giờ hiện tại vấn đề chiến lược thì Mỹ đặt vấn đề với Trung Cộng là hỏa tiễn sở thì bắn được, là phải có nhiên liệu, không nhiên liệu không thể bắn được. Thì bắt buộc Trung Cộng phải cúp tất cả các cái cung cấp nhiên liệu cho Bắc Hàn. Mà cái yêu cầu này thì hình như dường như Trung Cộng không bao giờ thực tất hiện. Tất nhiên nó không được. Cho nên Nga nhảy vào tư tưởng Nga, ngoại giao Nga nó là tôi sẵn sàng có cái điều kiện để điều đình. Tức là họ sẽ đi điều đình. Chứ không phải là để chiến tranh. Nó dàn như vậy thì sẽ biết rằng không phải dàn nguyên tử,
nguyên tử tôi đã khóa tại tôi không bắn nữa rồi, nhưng tôi sẽ bắn. Nhưng anh, nếu anh dùng nguyên tử thì anh cùng lắp vài quả nguyên tử của anh lên đâu cả. Yeah. Bắn ra ngoài biển nó bắn rơi, nó chặn đứt ngay chứ khác. Yeah. Thành vấn đề ra là đặt Bắc Hàn vào cái nơi không thể làm được, không thể đụng lên đụng lại nữa. Yeah. À, thành phải điều đình. Yeah. À, cái thế mà bắt buộc anh phải bỏ cái mẫu nguyên tử. Yeah. Đó là vấn đề đặt ra đang là ở trong cái trường hợp đó. Nhưng mà biết đâu rằng ông Tâm bị đặt là vấn đề quá nguy hiểm rồi thì có thể ông ấy quy cùng. ông đẩy Kim Jong Un vào cái thế mà nó làm bừa một cái, làm bậy một cái. Yeah. Cho nên Trung Cộng sợ quá, tập trận ngay ở bên dưới Bắc Hàn á. Tập trận để gì? Để đỡ, để cho người Bắc Hàn khi có chiến tranh khỏi ta tràn sang. Yeah. Cho nên phải nhìn rõ là nếu mà có cái chuyện để xảy ra, yeah, thì công lãnh tụ Bắc Hàn chạy sang Nga. Yeah. Còn dân chúng trên tàu, cái đó là cái nguy hiểm của anh tàu. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại để bảo trợ chương trình, và xin quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Nhận Định Thế Sự trong tuần này.